Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 0,36%, giao dịch ở mức 2.344,4 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ đứng ở mức 105,29 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 2%, giao dịch ở mức 61.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,482% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ, đứng ở mức 79,09 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ cho tháng 4 trong tuần này, với các chỉ số như giá sản xuất PPI vào ngày hôm nay. Chỉ số này sẽ được công bố trong tối nay theo giờ Việt Nam. Chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ được công bố trong ngày mai thứ tư ngày 15 tháng 4. PPI được dự báo sẽ tăng 0,3% so với tháng trước. So với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 3, CPI được dự báo tăng 0,4% so với báo cáo tháng 3 cho thấy mức tăng là 0,4%. Chỉ số CPI so với cùng kỳ tháng 4 được cho là tăng 3,6% so với mức tăng là 3,8% trong báo cáo tháng 3. Các dữ liệu quan trọng này sẽ giúp cho nhà đầu tư có thêm manh mối để dự đoán chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong thời gian sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Vàng tăng giá điên loạn, Bộ Tài chính đưa ra công điện khẩn. Cụ thể, công điện nêu rõ, Chính phủ đã có nghị quyết số 20 NQCP ngày 5 tháng 2 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 23 CDTTG ngày 20 tháng 3 năm 2024 về việc tăng cường biện pháp quản lý thị trường vàng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua thị trường vàng vẫn diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng trên thị trường thế giới và liên tục có những biến động mạnh ảnh hưởng đến sự ổn định an toàn thị trường tài chính và tâm lý xã hội. Để đẩy mạnh đấu tranh phòng chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan hải quan, các cấp chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an cũng như lực lượng biên phòng quản lý thị trường, đẩy mạnh kiểm tra điều tra, tổ chức đấu tranh kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên bộ, trên biển và các địa điểm khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Trong đó tập trung đấu tranh đối với các chuyên án buôn lậu vận chuyển trái phép mặt hàng vàng, cũng như ngoại tệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định, áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp cửa hàng, địa điểm kinh doanh vàng, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, lực lượng quản lý thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về thuế, hóa đơn, chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Tại công điện này, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tài chính đã giao tại công văn số 4579 gạch chéo BTC gạch ngang VP ngày 4 tháng 5 năm 2024 về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa nhằm góp phần quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng. Và cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Nội dung này, kênh cũng đã cung cấp tới quý vị và các bạn ở bản tin trước đó. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, nhìn chung thì vẫn duy trì trong xuống giảm mạnh và mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 1.000.000 đồng trên một lượng bán ra và đang niêm yết cho cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào 86.000.000 đồng trên một lượng, bán ra mức 89.000.000 đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn của công ty này mua vào mức 74.600.000 đồng trên một lượng, bán ra mức 76.300.000 đồng trên một lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này đã áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Còn với giá nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng, mua vào mức 75.300.000 đồng trên một lượng, bán ra mức 76.430.000 đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng mua vào, tăng 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra.
Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 25.152 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.482 đồng trên một đô la Mỹ. Đóng cửa phiên này bằng một phiên tăng nhẹ, tăng 3 đồng trên một đô la Mỹ cho cả hai chiều. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do khép lại phiên này tăng mạnh, tăng 80 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 70 đồng trên một đô la Mỹ bán ra so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua. Đang mua vào mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.820 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra. Hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ chiều mua, giảm 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 3 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.650.000, bán ra 8.850.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. Phú Quý SJC mua vào 8.700.000, bán ra 8.880.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.710.000, bán ra 8.900.000. My Hồng SJC mua vào 8.750.000, bán ra 8.920.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.650.000, bán ra 8.900.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8.650.000, bán ra 8.850.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.600.000, bán ra 8.902.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Đóng cửa ngày hôm nay bằng một phiên giảm mạnh, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra. Hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều vào và chiều bán ra vẫn đang ở mức 3 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. SJC Huế mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.460.000, bán ra 7.630.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.440.000, bán ra 7.550.000. Vàng 24K mua vào 7.275,2 nghìn, bán ra 7.475,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.428,1 nghìn, bán ra 5.678,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.167,1 nghìn, bán ra 4.417,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.913,7 nghìn, bán ra 3.163,7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.